Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh QS News Khí tài quân sự. Khác với các lực lượng hải quân của hầu hết các quốc gia trên thế giới, Hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện các bài kiểm tra sức bền cực kỳ khắc nghiệt cho các con tàu do họ tự đóng bằng những điều kiện giống với thực tế chiến đấu nhất. Đây là một trong những công nghệ được cho là bí mật quân sự hàng đầu của Mỹ, mà ngay cả các quốc gia có tiềm lực quân sự tầm cỡ thế giới ngày nay như Nga, Trung Quốc hay Nhật Bản vẫn chưa thực hiện được. Để phục vụ mục đích kiểm tra độ bền cho các tàu chiến, một chương trình với tên gọi FSST, Full Ship Socials, hay còn gọi là thử nghiệm chống va chạm toàn tàu, đã được Hải quân Mỹ phát triển. Theo đó, mỗi con tàu sẽ được thử nghiệm bằng một loạt 3 vụ nổ. Và theo quan điểm của những người đề xuất ra chương trình thử nghiệm này, 3 vụ nổ sẽ chứng nhận rằng con tàu đã sẵn sàng chiến đấu và có thể sống sót khi bị trúng tên lửa hoặc bị tấn công bằng bom của đối phương. Trong thử nghiệm chống va chạm toàn tàu của Hải quân Mỹ, các thông số của phương pháp này sẽ được giữ kín, và đây cũng có thể xem là bí mật quân sự. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có thể hình dung như sau. Trong bán kính nhỏ hơn 100 mét tính từ con tàu, người ta sẽ đặt những khối thuốc nổ bên dưới mặt nước để mô phỏng cho trường hợp bom hoặc thủy lôi của đối phương phát nổ cạnh con tàu. Trong khi đó, trên thân tàu sẽ bố trí hàng trăm đến hàng nghìn cảm biến ở những vị trí khác nhau. Sau khi kích nổ, một nhóm các nhà nghiên cứu sẽ thu thập dữ liệu từ các cảm biến này để xác định mức độ thiệt hại mà vụ nổ đã gây ra cho con tàu. Video mà bạn đang xem trên màn hình được ghi lại bởi nhiều góc quay trong vụ thử nghiệm chống va chạm toàn tàu, được thực hiện với chiếc tàu chiến đấu ven biển USS Jackson thuộc lớp LCS-2 Independent. Cuộc thử nghiệm này đã được Hải quân Mỹ tiến hành ngoài khơi bờ biển Florida vào ngày 16 tháng 7 năm 2016. Kết quả phân tích dữ liệu ban đầu từ 260 cảm biến đặt ở nhiều nơi khác nhau trên con tàu, bao gồm cả dưới mặt nước, cho thấy USS LCS-6 đã vượt qua cuộc thử nghiệm một cách hoàn hảo và thậm chí còn chứng tỏ bản thân tốt hơn so với mong đợi của Bộ Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ. Nhận xét về kết quả thử nghiệm, Thuraya Ken, nữ phát ngôn viên của lực lượng Hải quân nói: "Con tàu chỉ bị hư hại nhẹ, một số vật trên boong bị rơi và vài cửa kính vỡ. Chỉ cần được trang trí lại là nó đã sẵn sàng để thử nghiệm thêm." Nói một chút về USS Jackson, LCS-6, thì đây là con tàu thứ 3 thuộc lớp LCS-2 Independent, một trong những lớp tàu chiến đấu ven bờ hiện đại nhất của Hải quân Mỹ. Con tàu được thiết kế 3 thân song song, và USS Jackson được coi là một trong những tàu chiến lớn nhất trên thế giới được thiết kế kiểu này. Tàu có chiều dài 127,4m, rộng 31,6m, mớ nước 4,3m, lượng choán nước 3.100 tấn, và nó có thể đạt vận tốc 47 hải lý giờ, cùng tầm hoạt động 8.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu. USS Jackson được trang bị một pháo 57mm, 4 súng máy 12,7mm và một bệ phóng với 11 tên lửa SRAM. Ngoài ra, trên boong của nó còn có bãi đáp và nhà chứa máy bay để phục vụ cho hai trực thăng MH-60 Seahawk cùng một máy bay không người lái MQ-8 Fire Scout. Chương trình thử nghiệm chống va chạm toàn tàu FSST sau đó đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc đối với những con tàu chiến của Hải quân Mỹ. Đây là USS Zero-4, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớn nhất và hiện đại nhất của Hải quân xứ sở Cờ Hoa. Vào ngày 16 tháng 7 năm 2021, Hải quân Mỹ đã thực hiện thử nghiệm chống va chạm toàn tàu giai đoạn 2 đối với tàu sân bay này. Giai đoạn thử nghiệm thứ hai này đã được lên kế hoạch vào ngày 1 tháng 7, nhưng vài thiết bị trên một trong những tàu hỗ trợ thử nghiệm đã gặp vấn đề kỹ thuật nên thời gian thử nghiệm đã bị lùi lại. Do đó, vụ nổ thứ hai đã diễn ra vào ngày 16 tháng 7, tức là chậm hơn 2 tuần so với dự kiến. Ban đầu, Hải quân Mỹ đề xuất đối tượng thử nghiệm là chiếc USS John Kennedy CVN-79. Đây là chiếc tàu sân bay thứ hai thuộc lớp Zero-4.
Theo ý kiến của các chuyên gia quân sự, quyết định này sẽ đẩy nhanh việc triển khai tàu và tăng cường khả năng chiến đấu của hạm đội, nhưng về sau ý tưởng này đã bị hủy bỏ. Theo nguồn tin không chính thức, một trong những lý do dẫn đến quyết định này là do sự xuất hiện của tên lửa chống hạm DF-21D do Trung Quốc phát triển. Tàu sân bay đầu tiên thuộc lớp 4 là chiếc USS General Ford. Đây cũng là chiếc đầu tiên trong đơn hàng 3 tàu sân bay lớp 4, bao gồm USS General Ford CVN-78, USS John Kennedy CVN-79, USS Enterprise CVN-80 của Hải quân Mỹ. Với giá trị lên tới 13,3 tỷ đô mỗi chiếc, đây chính là lớp tàu sân bay có chi phí chế tạo đắt đỏ nhất thế giới, tính tới thời điểm hiện tại. Những con tàu sân bay mới sẽ dần dần thay thế cho các tàu sân bay cũ lớp Nimitz, vốn đã được đưa vào biên chế từ năm 1975. USS General Ford nặng 100.000 tấn, dài 335 mét, là tàu sân bay được đóng mới đầu tiên của Mỹ trong vòng 40 năm qua. Được thiết kế để có thể mang theo khoảng 40-50 máy bay chiến đấu FA-18 Super Hornet và F-35, 5 máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, 19 trực thăng MH-60 Seahawk, 4 máy bay cảnh báo sớm trên không E-2D Hawkeye và 2 máy bay vận tải MV-22B Osprey. Đây là lớp tàu sân bay sở hữu hàng loạt cải tiến về công nghệ nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động cũng như giảm chi phí vận hành. Điểm nổi bật của USS General Ford là sử dụng hệ thống phóng máy bay điện tử có trọng lượng nhẹ hơn và chiếm ít diện tích hơn, thay vì dùng hệ thống phóng máy bay bằng hơi nức như trước đây. Ưu điểm của hệ thống phóng máy bay mới này chính là độ tin cậy cao, tiết kiệm năng lượng và cần ít nhân lực vận hành hơn. Ngoài ra, khả năng phóng của hệ thống phóng máy bay điện tử cũng nhanh hơn 25% so với hệ thống phóng bằng hơi nức đang được trang bị trên các tàu sân bay khác của Hải quân Mỹ. USS General Ford được đánh giá là có các chỉ số khung thân bền hơn đáng kể so với các tàu sân bay tiền nhiệm. Khi trong cuộc thử nghiệm lần thứ 3, và cũng là lần cuối cùng, độ hư hại của con tàu được ghi nhận ở mức độ không quá nghiêm trọng. Vụ nổ thứ 3 được Hải quân Mỹ thực hiện ngoài khơi bờ biển Augustine Beach, bang Florida. Giống như hai lần trước, người ta đã kích nổ một đầu đạn có sức nổ tương đương 18 tấn TNT. Nhưng lần này, vụ nổ được diễn ra gần mạn tàu hơn so với lần thứ 2, và sức mạnh của nó được ghi nhận tương đương với một trận động đất 3,9 độ Richter. Nhưng chỉ huy của con tàu cho biết vụ nổ này gây ra ít thiệt hại hơn so với dự đoán. Cụ thể, ở giai đoạn thứ 3 của thử nghiệm FSST với tàu sân bay USS General Ford, các chuyên gia hàng hải của Mỹ đã bố trí tới hàng nghìn cảm biến trên tàu, giúp giám sát tình trạng của các hệ thống, và hàng nghìn cảm biến khác cũng đã được bổ sung để kiểm tra tác động của vụ nổ. Kết quả báo cáo ghi nhận, không có vụ cháy nào xảy ra, tàu không bị vào nước, và cũng không có thương tích nghiêm trọng nào cho nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ trên con tàu. Trong thời gian tiến hành các vụ nổ, trên tàu có khoảng 3.000 thủy thủ và một nhóm các chuyên gia thử nghiệm đặc biệt. Theo tính toán của các chuyên gia, tàu sân bay USS General Ford sẽ chịu ít thiệt hại hơn 50% so với tàu sân bay Theodore Roosevelt thuộc lớp Nimitz trong lần thử nghiệm gần nhất đối với một tàu sân bay được thực hiện vào năm 1987 trong cùng điều kiện. Rõ ràng, kết quả của thử nghiệm cuối cùng đã cho thấy chỉ số sức bền của USS General Ford là vượt trội. Các bạn vừa theo dõi video về cách mà Hải quân Mỹ thử nghiệm các tàu chiến trước khi chính thức đưa vào hoạt động. Có thể nói, đây là một quy trình vô cùng khắc nghiệt và có phần cực đoan nhằm đánh giá chân thực nhất khả năng của các tàu chiến qua việc mô phỏng lại tình huống chiến đấu cụ thể. Và như đã đề cập ở đầu video, đây được xem là một trong những bí mật quân sự của quân đội Mỹ, điều mà nhiều quốc gia khác chưa thể thực hiện được. Video này được biên tập và dàn dựng bởi QS News Khí tài Quân sự. Nếu các bạn cảm thấy nội dung hữu ích thì đừng quên like và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.